Cảm ơn Chúa. Biết ơn Chúa vì những điều Chúa Ngài ban cho cũng như cho chúng ta kinh nghiệm được Chúa ở trong những ngày này. Cảm ơn Chúa vì công việc của Chúa ở khắp mọi nơi. Vương quốc của Đức Chúa Trời đang mở rộng một cách không ngừng. Và Chúa Ngài hứa với chúng ta rằng trong những ngày cuối rốt này, chúng ta là cái thế hệ đón tiếp sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta sẽ thấy đạo của Chúa phát triển một cách nhanh chóng. Cùng một lúc chúng ta cũng biết rằng thế giới tối tăm nó cũng phục hưng công việc của nó. Tội lỗi thì mỗi ngày chúng ta thấy ác thì càng thêm ác, tối càng thêm tối. Nhưng mà lời khen Chúa của chúng ta vì Đức Chúa Trời của chúng ta, vương quốc của Ngài sáng lại càng tỏa sáng ra. Bởi vì Chúa Ngài tìm được những con người mà Chúa có thể sử dụng được để đem ánh sáng của Ngài vào ở trong những cái vị trí, vào ở trong những cái công ty, vào ở trong những cái láng giềng, những cái khu xóm, nơi mà Chúa Ngài đặt để chúng ta, để tại đó chúng ta tỏa sáng ra, và chúng ta tại đó bày tỏ ra một sự sống mới ở trong ơn của Chúa, để chúng ta có thể làm nguồn phước cho nhiều người. Sứ điệp mà tôi chia sẻ hôm nay với quý bạn chị em, đó là một cái chìa khóa rất là quan trọng để đưa chúng ta vào một sự sống siêu nhiên mà Chúa đã định cho chúng ta là con cái của Chúa. Thường sau mùa đông lạnh, cây cối vốn là trơ cành bỗng nhiên đâm chồi nảy lộc, thì chúng ta thấy không bao lâu thì hoa lá tưng bừng nở rộ lên đầy sức sống. Đây là hình ảnh của mùa xuân ở trong thiên nhiên tạo nên ở trong con người chúng ta, một cái ước mong mình cũng được đổi mới ở trong mùa xuân. Và ước mong này là ước mong rất là tốt lành, mà Chúa Ngài cũng muốn chúng ta kinh nghiệm, chẳng những chỉ mong ước mà thôi, mà kinh nghiệm sự đổi mới mà Chúa Ngài muốn đem lại cho đời sống của chúng ta. Và dĩ nhiên là mùa xuân bên ngoài dù có cả sức sống bừng dậy của thiên nhiên cũng không thể nào làm tươi mới một tâm hồn khô héo được. Và tất cả những tiến bộ văn minh của con người có thể thay đổi những cái trường hợp, những cái hoàn cảnh, thay đổi các phương tiện sinh hoạt và cả cái lối sống nữa, nhưng mà không thể nào thay đổi tâm hồn của một con người. Không thể đặt tình thương vào một cái tấm lòng ích kỷ. Không thể đem sự thánh khiết vào những tấm lòng tham dục. Không thể biến đổi những con người gian ác xấu xa thành những con người thiện lành. Không thể cải tạo một tội nhân thành thánh nhân được. Mà phải có cái chìa khóa mà hôm nay chúng ta học chung với nhau. Jeremy chương 13 câu 23 chép: người Ethiopia có thể đổi được da của mình, hay là con beo đổi được dằn của nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. Ý của Chúa nói tại đây cho chúng ta thấy rằng đó là việc con người chúng ta không thể thực hiện được, bất khả thi đối với khả năng của con người chúng ta. Và Kinh Thánh khẳng định rằng nếu cái người da đen không thể tự đổi màu da của mình được, con beo không thể đổi được cái vằn của nó, thì chúng ta là người dữ, người ác, không thể nào tự thay đổi mình được. Nhưng tạ ơn Chúa, ở trong quyền năng của Chúa, ở trong Đấng Christ, thì lời của Chúa hứa với chúng ta rằng sự đổi mới từ trong ra ngoài này là việc mà tin lành của Chúa và quyền năng của Chúa sẽ thực hiện cho chúng ta, chứ không phải là một điều chúng ta ao ước mà thôi. Ai ở trong Đấng Christ thì người đó được dựng nên mới, tất cả những sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu số 17. Chúng ta để ý đến tại đây là Chúa Ngài dựng nên chúng ta một tạo vật mới ở trong ơn của Chúa. Chúng ta biết ơn Ngài vì sự đổi mới này được diễn ra trong đời sống của chúng ta và đã ghi lại cho chúng ta những bước cũng như sự hiểu biết, để nhờ đó mà chúng ta có thể nếm trải được và thấy nó hoạt động ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong Giăng chương 3, từ câu 1 cho đến câu số 8, ghi lại cho chúng ta một câu chuyện, một sự trao đổi giữa một người lãnh đạo của Do Thái giáo trong lúc bấy giờ với Chúa Giê-xu. Và khi chúng ta nghiên cứu những câu kinh thánh này, chúng ta sẽ thấy được cái chìa khóa rất là quan trọng, hầu cho chúng ta có thể
sống như Chúa Ngài đã định cho chúng ta, và đời sống của chúng ta có thể được phước của Chúa. Trong những người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giuđa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được." Anh chị em để ý điều đó. Những phép lạ mà Thầy đã làm, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." Nicodem thưa rằng: "Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở về lòng mẹ mà sanh lần thứ hai sao?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ vì điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Và Kinh Thánh này ghi lại cho chúng ta trong sự soi sáng của Chúa Thánh Linh để cho chúng ta biết một lẽ thật rất là quan trọng. Và lẽ thật này là lẽ thật cốt yếu để giúp cho chúng ta hiểu được thế nào một con người với bản chất tội lỗi có thể trở nên một người thánh của Chúa. Một con người vốn sống ở trong tội lỗi, công việc là làm những công việc tội lỗi, dối trá, gian ác, đủ mọi thứ, có thể trở nên một người mới hoàn toàn ở trong Đức Chúa Jesus Christ để làm những công việc thiện lành, làm những công việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta để làm theo. Trước nhất chúng ta cần xây dựng một sự hiểu biết, đó là không phải ai sanh ra trong đời này đều là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu ở trên đất này một lần kia Ngài đã nói với người Do Thái ở trong Giăng chương 8 câu số 44: "Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra. Và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, và nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối." Các câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy từ khi loài người sa ngã thì điều làm cho một người trở nên con cái của Đức Chúa Trời đó là sự tái sanh. Còn bằng không thì ở trong cái bản chất sa ngã của chúng ta đó thì chúng ta thuộc về Satan và chúng ta làm những công việc của Satan. Chúa Giêsu Ngài nói: "Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra." Như vậy chúng ta thấy có một người cha khác hơn là cha của chúng ta trên trời. Trước đây khi chúng ta được sanh ra trong tội lỗi thì chúng ta sanh ra bởi ma quỷ. Và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Sự ưa muốn của Satan đó là cướp giết và hủy diệt. Và nó là một kẻ đem lại sự hủy phá. Thì trước đây, trước khi chúng ta tin Chúa đó, cái việc mà chúng ta làm những công việc phá hoại chính đời sống của mình, phá hoại gia đình của mình và phá hoại những người chung quanh của mình, đó là công việc rất là tự nhiên, bởi vì đó là cái sự ưa muốn làm theo việc của cha của chúng ta. Lúc bây giờ đó là ma quỷ. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng giữ được lẽ thật và không có lẽ thật ở trong nó đâu. Thì điều đó giải thích cho chúng ta biết cái người mà chưa tin Chúa mà họ nói dối, nói láo thì nói chuyện tự nhiên. Với bản chất của họ là như vậy. Như chúng ta trước đây, chúng ta thấy cái bản chất của mình là mình thấy như sứ đồ Phaolô nói rằng có một sự tranh chiến là muốn nói những lời lành nhưng mà lời ác nó cứ buông ra. Muốn làm những công việc tốt nhưng mà điều dữ nó cứ theo. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở trong cái bản chất đó, nó
nằm ở trong đời sống của chúng ta và những cái ao ước của chúng ta thì không có cái gì khác hơn là ao ước làm nên cái sự ưa muốn của cha của mình là ma quỷ. Như vậy thì chúng ta thấy rất là bế tắc, phải không anh chị? Nếu không có một sự thay đổi để chuyển từ cha là ma quỷ trở nên con của Đức Chúa Trời, để chúng ta có cha thánh khiết của chúng ta là cha trên trời làm cha của chúng ta, thì công việc của chúng ta chỉ là làm theo sự ưa muốn của cha của mình, quỷ phá, đem lại sự đổ vỡ. Vì vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người và chẳng bền giữ được lẽ thật. Giết người và cũng không có giữ được lẽ thật. Vì không có lẽ thật ở trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nó nói theo tánh riêng của mình. Ở trong bản tiếng Anh đó là khi nó nói dối là nó nói cái tiếng native language, tức là nói tiếng mẹ đẻ của mình đó. Bởi vì Satan là kẻ nói dối, nó là kẻ dối trá, cho nên cái ngôn ngữ của nó nói theo cái tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của nó là sự dối trá. Như vậy chúng ta thấy tất cả những cái điều này nó đi chung ở trong cuộc đời của những người sa ngã, những con người xa cách Đức Chúa Trời và những con người đã mất đi mối liên hệ với Chúa và tâm linh đã chết. Cho nên từ khi loài người sa ngã thì phải có một cái sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Để trở nên con cái của Đức Chúa Trời thì cái người đó phải được sanh lại lần thứ nhì. Là kinh nghiệm mà lễ đạo tái sanh hoặc là sanh lại hay là sanh lần thứ nhì phải được diễn ra trong đời sống của chúng ta. Để một con người thiên nhiên bước vào lĩnh vực siêu nhiên thì phải có một cái quyết định bước ra khỏi nước tối tăm của Satan và bước qua nước của Đức Chúa Trời, qua nước của con yêu dấu của Đức Chúa Trời là nước sự sáng của Chúa. Sự sống cơ đốc nhân không phải là tôn giáo hay là một triết lý. Sợ ra chữ tôn giáo nó cũng không đúng. Ngày xưa trong tiếng Việt của chúng ta thì nó là chữ tông giáo, tông giáo. Nhưng vì sợ phạm quý với vua Thánh Tông cho nên phải nói trại ra nó trở nên tôn giáo. Dù là tông giáo hay là tôn giáo, chúng ta biết rằng cái sự tái sanh nó cũng không phải là như vậy. Để kinh nghiệm được sự cứu rỗi thì chúng ta không thể nào theo đường lối của tôn giáo mà chúng ta được cứu, được biến đổi. Nó cũng không phải là một cái triết lý sống mà chúng ta ráng cố gắng đi theo cái triết lý này thì chúng ta sẽ được thay đổi. Nhưng mà nó là một cái sự, một quyền năng của Đức Chúa Trời đến để tái dựng chúng ta trở lại, đem cho chúng ta một sự sống mới hoàn toàn. Cho nên sự sống của cơ đốc nhân là một sự sống mà chỉ có Chúa mới có thể đem lại cho chúng ta. Khi chúng ta được tái sanh cũng không phải là chúng ta là thành viên của một tổ chức hay là một nhà thờ, mà là một sự tuôn đổ sự sống của Đức Chúa Trời vào một con người. Sự sống Zoe của Đức Chúa Trời rót đổ vào thân thể của chúng ta, con người chúng ta. Bây giờ chúng ta có sự sống của Đức Chúa Trời, hay là có Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta, trở lại với tình trạng nguyên thủy mà Chúa Ngài đã dựng nên con người chúng ta. Khi Chúa dựng nên Adam, Chúa gom bụi đất lại và nắng nên hình người. Nhưng mà Adam chưa có sự sống, cho đến khi Đức Chúa Trời thở cái hơi thở của sự sống của Ngài vào ở trong Adam thì Adam mới trở nên một con người sống động, đầy đủ, có phần linh hồn và thể xác. Nhưng khi Adam phạm tội thì cái phần linh nó bị chết, mất đi cái mối tương giao với Đức Chúa Trời. Thì công việc duy nhất mà con người của chúng ta là hậu tự con cháu của Adam phải bước qua, đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự thay đổi từ bên trong ra ngoài, không phải nghi thức của giáo hội. Trong kinh nghiệm của đời sống của tôi lớn lên trong gia đình của người tin lành ở tại Việt Nam, ông nội tôi tin Chúa, được Chúa nghe thay đổi, ông hướng dẫn cho các con của ông được tin nhận Chúa. Và chúng tôi đến thế hệ thứ ba lớn lên ở trong nhà thờ thì chỉ biết về Chúa chứ chưa bao giờ biết Chúa một cách cá nhân. Mặc dù có học Kinh Thánh, học thuộc lòng để thi ở trong mùa Giáng sinh. Bên Việt Nam có một cái truyền thống, đó là
học cái mục lục của Kinh Thánh để trả bài Sáng Thế Ký, Xuất Thế Ký, Lê Ký, Nhân Sơ Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký, trả cho nhau để nhớ mà biết cách để mở Kinh Thánh. Và người ta bắt đầu học Kinh Thánh, học thuộc lòng mục lục của Kinh Thánh, và nó như là những cái công việc của tôn giáo. Nó là những cái kế hoạch tốt để giúp cho chúng ta ở trong cái sự sống mới, nhưng mà nó không phải là điều đem lại sự sống mới cho chúng ta. Lớn lên trong nhà thờ, quan sát cái kinh nghiệm mà khi nãy chúng ta vừa mới trải qua, đó là dự tiệc thánh. Thì dự tiệc thánh là cái điều kiện để dự được tiệc thánh là phải là một cái người tin Chúa và đã chịu báp têm rồi thì mới được dự tiệc thánh. Và lớn lên ở trong nhà thờ thì chúng tôi chỉ ngồi chờ cho đến khi đúng tuổi để học được lớp phước âm yếu trị, hầu cho mình có thể bày tỏ ra là mình tin Chúa và được dự tiệc thánh. Tôi nhớ cái kinh nghiệm đến khi đúng tuổi và tham dự vào lớp phước âm yếu trị. Lớn lên trong nhà thờ, mấy cái lẽ đạo đó đâu có gì là lạ. Mình đã học biết một cách lý trí, cho nên học xong ban trị sự họ kiểm tra thì đủ 100 điểm. Lúc bây giờ là được quyền để nhận báp têm nước. Tôi nhớ cái kinh nghiệm ở Việt Nam thì không có áo lễ để nhận lễ giống như ở tại đây, mà tôi nhớ mặc một cái PJ, một cái pyjama, bước xuống cái hồ nước. Và khi ông mục sư ông làm báp têm rồi, lòng của tôi đó thì mong đợi có một cái gì đó nó thể hiện ra một cách rõ rệt, có một cái kinh nghiệm gì đó nó xảy ra mà mình có thể ném trải được. Nhận xuống nước xong trồi đầu lên vẫn như cũ, không thấy có một cái gì thay đổi bên trong hết á. Chỉ có một cái điều duy nhất, đó là bây giờ hội đủ điều kiện để dự tiệc thánh ở trong nhà thờ. Và cái điều đó nó phỉnh gạt tôi và nghĩ rằng mình bây giờ là người tin Chúa, nhưng mà không có sự biến đổi, không có cái kinh nghiệm như lời của Chúa đã diễn tả tại đây là được sanh lại. Anh em hiểu cái điều đó. Sự tái sanh không có nghĩa là chúng ta làm thành viên của một tổ chức hay là một nhà thờ, nhưng mà nó phải là một cái kinh nghiệm sự tuôn đổ sự sống của Đức Chúa Trời vào con người của chúng ta, để bây giờ chúng ta có thể sống một sự sống mới hoàn toàn. Sự sống của Đức Chúa Trời mạnh mẽ tuôn đổ hành động làm việc ở trong chúng ta và xuyên qua đời sống của chúng ta, khiến cho chúng ta bây giờ không thể nói dối được nữa, khiến cho chúng ta bây giờ không thể ích kỷ được nữa, không thể chúng ta làm những công việc tội ác nữa, mà sự sống của Chúa bây giờ hành động và làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Đây là một kinh nghiệm mà Chúa Giê-xu Ngài nói với Nicodem: nếu một người không sanh lại thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời được thể. Nước trời thì không phải là một cái tổ chức, nhưng mà nước của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ có thể thấy được nước của Đức Chúa Trời được thể hiện, và chúng ta có thể ở trong nước của Đức Chúa Trời khi chúng ta kinh nghiệm cái sự biến đổi. Chúa Ngài chuyển chúng ta từ nước của sự tối tăm, con cái của ma quỷ, trở nên những người bước qua nước của sự sáng và làm con cái của Đức Chúa Trời. Và sự thay đổi này phải có trong đời sống của chúng ta, còn bằng không thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được sự sống đời đời. Dù chúng ta có làm những công việc đạo đức, chúng ta có tu thân tích đức cho đến cỡ nào đi nữa, thì chúng ta thấy rằng nó khác hệ và không bao giờ có thể ứng dụng được, kể được vào ở trong sự sống đời đời của chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Giê-xu và kinh nghiệm cái kinh nghiệm biến đổi này, chúng ta trở nên chi thể trong một thân thể siêu nhiên của Đức Chúa Giê-xu. Mà từ đó chúng ta có thể nhận được quyền năng sức sống để sống một cách siêu nhiên ở trên thế gian này. Và đây là chìa khóa nên chị em, cho đến chừng chúng ta kinh nghiệm điều này, chúng ta sẽ thấy rằng những cái công việc siêu nhiên mà Chúa Ngài nói với chúng ta đó, là chúng ta có thể thực hiện được, chúng ta sẽ không bao giờ sống được cái sự sống siêu nhiên đó. Những điều bất khả thi đối với con người chúng ta, những điều mà Chúa Giê-xu bảo rằng chúng ta có thể làm được công việc Ngài làm mà làm trỗi hơn, thì chúng ta chỉ có ngồi và quan sát từ xa, chứ chúng ta không thể nào bước vào được. Cho nên lẽ thật này là chìa khóa để mở cho chúng ta sự sống siêu nhiên khi chúng ta đón nhận, khi chúng ta kinh nghiệm cho đời sống của chúng ta ở trong ơn của Ngài. Sự sống cơ đốc nhân là một sự sống siêu nhiên.
Chúng ta không thể nào sống một sự sống tự nhiên mà làm cơ đốc nhân được. Đức Chúa Giêsu phán với Nicodem trong câu số 3, Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời. Nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước của Đức Chúa Trời. Nicodem đến hỏi Chúa làm sao để một người có thể vào được nước của Đức Chúa Trời. Câu trả lời của Chúa Giêsu là phải sanh lại. Phải sanh lại. Và đây là một cái ý niệm mới và lạ ở trong lúc bây giờ. Cho nên Nicodem thắc mắc, và chúng ta cũng cần phải có được câu trả lời cho cái câu hỏi này. Đó là được tái sanh đổi mới có nghĩa là gì? Được tái sanh đổi mới có nghĩa là gì? Đáp lại với điều Đức Chúa Giêsu vừa phán, Nicodem hỏi trong câu số 4, Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào trong lòng mẹ mà sanh lần thứ hai sao? Đó là điều mà ông không hiểu, bởi vì đây là công việc thuộc linh. Lấy cái sự hiểu biết của lý trí thì không thể nào hiểu được. Cho nên cầu nguyện ngay trong thời gian này, Thánh Linh của Chúa đến và giúp cho chúng ta mở mắt, chúng ta đón nhận, và hôm nay chân lý này nó đi vào trong đời sống của chúng ta và hiệu lực, để mỗi một người trong chúng ta sẽ sống một đời sống mới hoàn toàn như Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Trong câu số 5, Đức Chúa Giêsu trả lời Nicodem, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước của Đức Chúa Trời. Nước và Thánh Linh. Ở đây nói đến lời của Chúa và công việc của Đức Thánh Linh trong việc cáo trách tội nhân. Nước tại đây không phải là nước thánh rửa tội cho chúng ta. Nhưng mà nước ở tại đây là lời của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 5 câu 26 ghi lại cho chúng ta cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện, và Ngài giúp cho chúng ta thấy cách mà Chúa Ngài đã tẩy rửa hội thánh của Chúa. Đó là Ngài lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội được thanh sạch. Ê-phê-sô chương 5 26: để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội được tinh sạch. Nói cách khác tại đây, đó là nước ở tại đây là đạo, là lời của Đức Chúa Trời, để đem lại cái sự tinh sạch ở trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh cũng dạy rằng không ai có thể tin Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa trừ ra do Đức Thánh Linh của Chúa dẫn dắt. Như vậy chúng ta thấy hai cái điều này nó đi chung với nhau. Lời của Chúa đến trước, và Đức Thánh Linh đến ở trên lời của Ngài để đem lại sự tái sanh ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta để ý đến cái kinh nghiệm của gia đình của cọt này. Chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy cọt này là một cái người đã bố thí cho người nghèo, là một cái người cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông chưa biết Chúa nhưng ông là một cái người kính sợ Chúa. Ở trong tiếng Anh gọi là những người God fear. Ở trong nhân loại của những người đó chưa nghe đến tin lành của Chúa, nhưng mà họ biết có một Đức Chúa Trời và họ kính sợ. Bởi vì sự hiểu biết mà Chúa Ngài đặt để trong lòng của họ khi họ sanh ra, và sự bày tỏ của Chúa trong thiên nhiên vũ trụ, người ta biết rằng có một đấng tối cao, và ông có một cái lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng mà sự cứu rỗi chúng ta để ý đến ở tại đây đến với gia đình của cậu này một cách rất là rõ ràng và theo trật tự ở tại đây. Trong vụ chương 10 cho thấy Đức Thánh Linh không hành động để cứu gia đình của cậu này vì thiếu nhân chứng và lời được rao giảng. Cho nên đã đi qua một cái công việc chúng ta thấy rằng cũng khá nhọc nhằn. Đó là thiên sứ của Chúa hiện ra và nói với cậu này là hãy đi đến thành Giô-bê để ta đó tìm gặp một người tên là Simon Phi-rơ đang ở trên mái nhà đang cầu nguyện, đang ở trên sân thượng cầu nguyện. Để Phi-rơ có thể nói cho gia đình cậu này biết thế nào để có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Sao thiên sứ không giảng trực tiếp luôn cho nó bảo đảm lỡ đi lạc thì sao? Đức Thánh Linh không thể hành động cho đến khi có một nhân chứng và lời được rao giảng ra. Và chúng ta để ý ở trong công vụ chương 10, khi Phi-rơ đến nơi, ở trong công vụ chương 10 câu số 44, khi Phi-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo.
Đức Thánh Linh hành động ở trên lời được rao giảng và cứu một người. Và đó là lý do mà Đức Chúa Giêsu nói với Nicodem, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại thì không được vào nước của Đức Chúa Trời. Nhờ nước phải có lời được rao giảng. Rồi Thánh Linh hành động ở trên lời đó, đem lại sự cáo trách, đem lại cái sự soi sáng để một người biết rằng mình đang ở trong cái tình trạng hư mất, mình cần phải giải quyết tội lỗi trong đời sống của mình để mình có thể đón nhận được sự đổi mới, sự cứu rỗi của Chúa cho đời sống của mình. Lời phải được rao giảng ra, nếu không có lời của Chúa để rửa sạch thì chúng ta sẽ thấy rằng tấm lòng của con người chúng ta không biết để chúng ta tin. Nhưng mà lời không mà không có Thánh Linh của Chúa vận hành trên thì cũng không có cái sự biến đổi thật, bởi vì sự hiểu biết không đổi con người chúng ta, mà phải là sự vận hành của Đức Thánh Linh ở trên lời của Ngài. Ở đây chúng ta thấy hai ngôi của ba ngôi Đức Chúa Trời hành động. Lời ở đây là một thân vị, chứ không phải là những chữ, những vần A, B, C, D ở trên các trang Kinh Thánh. Nhưng mà lời tại đây là chính Đức Chúa Giêsu. Ngài là lời của Đức Chúa Trời và Ngài là lời. Đức Chúa Giêsu xác nhận, ta là đường đi chân lý hay là lời? Ta là đường đi chân lý và lẽ thật, là lời. Chúa Giêsu là lời. Khi lời được đến với chúng ta, Thánh Linh của Chúa vận hành theo lời đó, thì sẽ đem lại cái sự đổi mới trong đời sống của chúng ta, cái kinh nghiệm được gọi là tái sanh. Nếu không bởi nước và Thánh Linh thì không ai có thể được sanh lại. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài đến ở trên đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa là lời quyền năng. Giăng chương 6 câu 63, Chúa Giêsu nói, ấy là thần linh làm cho sống xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Lời của Chúa là thần linh và sự sống. Lời Đức Chúa Giêsu dạy rằng lời của Ngài là thần linh và sự sống. Lời là linh, và linh cùng làm việc một cách chặt chẽ với Đức Thánh Linh để cả hai cùng nhau hành động ở trên một người để cứu cái người ra khỏi ngục tù của sự chết và chuyển người đó từ nước sự tối tăm sang nước sự sáng của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh hành động ở trên lời được rao giảng để cứu một người. Cảm ơn Chúa. Thành phố Houston của chúng ta một số đông có mặt ở đây đã đi dự chương trình truyền giảng của nhà truyền giáo Randolph Bonnke. Chúng ta thấy công việc của Chúa làm một cách tuyệt vời trong một số đông mà chúng ta có thể quan sát được. Và trong 2 ngày có hơn 27.000 người đến tham dự 2 ngày truyền giảng. Ông chia sẻ lời của Chúa trước. Trong ơn của Chúa, ông chia sẻ lời của Chúa và Thánh Linh làm việc cặp theo lời đó và đem lại sự cứu rỗi cho nhiều người. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy hai cái việc này vận hành một cách rất là chặt chẽ với nhau. Khi có sự đầy dạy Đức Thánh Linh của một người tôi tớ của Chúa, chúng ta thấy ông giảng lời của Chúa một cách rất là rõ ràng. Có nhiều người giảng, càng giảng thì vấn đề nó càng rối và càng u ám. Nhưng mà khi người có Thánh Linh của Chúa chia sẻ lời của Chúa, chúng ta thấy nó rõ một cách rõ ràng đến độ ai cũng muốn được cứu hết. Một cách thật là rõ, giúp cho người ta kinh nghiệm được. Và chúng ta tự hình dung lời của Chúa được ban ra, và Thánh Linh của Chúa đến và hành động ở trên lời đó, đem lại sự cứu rỗi cho những người nghe ở trong ơn của Ngài. Đó là quyền nhiệm phép lạ của sự tái sanh. Chúng ta được Chúa Ngài làm việc. Một người nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại, kinh nghiệm sự tái sanh ở trong ơn của Chúa. Và đó là quyền nhiệm phép lạ của sự tái sanh. Không phải trở nên thuộc viên của một hội thánh, không phải là chức viên ở trong ban chấp hành, mà là tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa. Nên câu hỏi hết sức là quan trọng cho chúng ta ở trong thời giờ này là bạn có được sinh lại bởi Đức Thánh Linh chưa? Mỗi người trong chúng ta phải có câu trả lời này cho riêng mình. Tôi không nói là bạn có lớn lên trong gia đình có đạo hay không. Tôi không nói là bạn có phải là thành viên ở trong một nhà thờ, một hội thánh không. Nhưng mà câu hỏi tại đây là bạn có được sinh lại bởi Đức Thánh Linh chưa? Bởi vì không có cái điều này, ví dụ chúng ta đi nhà thờ đến suốt cuộc đời của mình, cho đến mình tắt thở,
Thì điều đó cũng không có liên quan gì đến sự sống đời đời. Thiên đàng không phải là nơi mà chúng ta đến. Phải kinh nghiệm được bạn có được sinh lại bởi Đức Thánh Linh chưa? Điều kiện để chúng ta thật sự được sinh lại đó là chúng ta nghe lời của Chúa. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta cần biết cái điều đó. Đức Chúa Trời yêu thương anh chị em và Ngài muốn ban cho anh chị em một đời sống ý nghĩa. Chúng ta cần hiểu như vậy. Tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi phạm tội, tâm linh của chúng ta chết. Chúng ta nhớ Kinh Thánh nói cho chúng ta biết, khi Adam và Eva ăn cái trái của cây mà Chúa Ngài cấm, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết đó là họ nếm trải một cái chết. Và dĩ nhiên nó không phải là cái chết của thể xác, bởi vì họ vẫn còn sống động, vẫn còn đi đứng, vẫn còn làm việc. Nhưng mà cái chết nó thể hiện ra, đó là cái chết của tâm linh. Trước đây họ thân mật tương giao với Đức Chúa Trời. Bây giờ họ nghe tiếng chân của Chúa đi trong vườn Ê-đen thì họ ẩn mình, họ chạy trốn. Cái sự chết của tâm linh là cái sự chết bị tách rời trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Phần tâm linh của chúng ta có ba phần. Đó là trực giác, thông công và lương tâm của chúng ta. Và khi có người phạm tội, sanh ra trong tội lỗi, thì chỉ có hai phần ở trong con người đó. Đó là hồn và xác. Phần tâm linh không có hiện hữu hay là nó chết. Cho đến khi chúng ta kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa và lời và Thánh Linh của Chúa hành động và khiến cho chúng ta lại sống, tức là phần tâm linh của chúng ta được sống trở lại, thì lập tức chúng ta có thể trở lại trong sự tương giao với Đức Chúa Trời. Lập tức chúng ta có thể được Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta gọi Đức Chúa Trời với một danh từ rất là thân mật, Abba, cha hay là tía hay là bố. Ngày xưa nghe về Đức Chúa Trời thì những con người sống trong tội lỗi bỏ chạy vì sợ Ngài, sợ bị trời đánh, sợ những cái bị trời phạt vân vân. Nhưng mà bây giờ ngay trong cái giây phút chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, thì Thánh Linh của Chúa liền ở trong chúng ta gọi Đức Chúa Trời với một sự thân mật, bởi vì tâm linh của chúng ta nó sống trở lại và chúng ta có thể mắc lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời khi chúng ta gọi Ngài một danh từ thân mật, Abba, cha, chứ không phải là ô sợ bị trời đánh, sợ hãi với Ngài. Cái kinh nghiệm này tôn giáo không làm cho chúng ta được. Cái kinh nghiệm này tu thân tích đức không làm cho chúng ta được. Thì tất cả những điều này nó nằm ở trong tâm linh của chúng ta. Những hành động mà chúng ta ráng, chúng ta tu sửa, chúng ta cố gắng phấn đấu là nó nằm về phần hồn. Còn phần tâm linh của chúng ta chỉ có một cách duy nhất để chúng ta được làm sống lại. Đó là cái kinh nghiệm được Đức Thánh Linh Ngài tái sanh chúng ta. Chúng ta cần được biết Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian để thực hiện chương trình cứu rỗi cho nhân loại và cho mỗi một chúng ta. Và cái cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đã thực hiện, đó là những tội lỗi mà chúng ta đáng phải bị trừng phạt và đã định cho sự chết đời đời đó. Đức Chúa Giêsu đến và Ngài nhận những điều đó ở trên thân thể của Ngài và trả thay cho chúng ta. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu thì có một sự trao đổi. Chúng ta là tội nhân xấu xa. Chúng ta được Chúa Ngài mời chúng ta. Khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa có nghĩa là chúng ta đến và chúng ta đổi chỗ với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu từ chỗ thánh khiết tuyệt đối, Ngài đứng vào trong vị trí tội nhân thay cho chúng ta để đền tội thay cho chúng ta. Và phần của chúng ta bước vào sự công bình trọn vẹn, thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Giêsu để chúng ta được địa vị làm người ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi, khi chúng ta đến với Chúa để nhận ơn cứu rỗi của Ngài, nghĩa là chúng ta đến với Chúa và chúng ta giao hết tất cả những điều xấu xa, tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta bởi đức tin giao cho Chúa để Chúa Ngài gánh thay và giải quyết thay cho chúng ta. Chúng ta hình dung Chúa Giêsu như là cái căn phòng bằng thép
bằng sắt dày mà những cái đội đi gỡ bom mìn họ họ mang theo đó. Thì tội lỗi ở trong chúng ta khi lấy ra khỏi đời sống chúng ta, bỏ vào ở trong cái phòng này, nó nổ một cái âm ở trong đó. Chúa Giêsu hứng chịu hết tất cả những điều đó thay cho chúng ta, để rồi ngày hôm nay chúng ta không bị mìn nó nổ trong cuộc đời chúng ta nữa, mà chúng ta được sự tự do trong ơn của Chúa. Tội lỗi không còn làm chủ đời sống chúng ta được nữa, vì bản chất của chúng ta được đổi mới trong ơn của Ngài. Chúa Giêsu hứng chịu tất cả những điều đó cho chúng ta, và khi chúng ta nghe những lời đó, đức tin của chúng ta bắt đầu vươn lên và chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, ăn năn về tội lỗi của mình. Lúc bây giờ Thánh Linh của Chúa đến ở trên lời đó, theo sau lời của đó, và Chúa Ngài bước vào đời sống của chúng ta, Ngài làm cho tâm linh của chúng ta sống lại. Chúa bật công tắc điện. Lúc bây giờ thì chúng ta thấy bừng lên trong sự sống của Chúa. Chúng ta bây giờ ở trong cái trực giác, chúng ta được làm sống động trở lại, chúng ta lại nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Thì anh chị em, có thể lắm những người đi nhà thờ mà chưa bao giờ nghe tiếng Chúa phán. Bởi vì mình là người của nhà thờ, chưa phải là người được tái sanh. Trực giác của chúng ta sẽ được làm cho sống lại. Chúng ta sẽ nghe được tiếng của Cha của chúng ta. Nếu chúng ta đi nhà thờ nhưng mà cho đến ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn là một đấng mà chúng ta sợ không dám đến gần Ngài, không có nghe tiếng nói của Đức Thánh Linh trong lòng của chúng ta gọi ra từ nơi tấm lòng của chúng ta đối với Cha chúng ta trên trời, A-ba, Cha, Bố, Tía, một danh từ thân mật mà chúng ta có thể đến với Chúa một cái thân mật như vậy, thì có thể lắm chúng ta chưa kinh nghiệm sự tái sanh. Chúng ta chỉ mới là người của nhà thờ, người của giáo hội mà thôi. Bạn có kinh nghiệm được sự đổi mới này chưa? Phải có trong đời sống mình chị em. Vì chúng ta phải biết điều này và kinh nghiệm điều này. Còn bằng không anh chị em, tội cho chúng ta thay. Chúng ta đi nhà thờ suốt đời của mình rồi, khi chúng ta nhắm mắt tắt hơi thì không thấy thiên đàng mở cửa ra cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không có mặt và không chưa thấy được nước của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người được tái sanh thì mới có thể thấy được nước Đức Chúa Trời mà thôi. Ông Nicodem ông thắc mắc điều này là đúng. Và Chúa Giêsu Ngài giải thích cho ông để chúng ta cũng có thể hiểu được điều này. Tôi xin tạm dùng hình ảnh này để anh chị em có thể thấy được. Cái ngày mà cha mẹ của chúng ta kết hiệp với nhau, rồi chúng ta được ngoại thai ở trong bụng của mẹ của mình, chúng ta sanh ra đời. Thì cái ngày mà chúng ta khóc chào đời đó, là chúng ta được gia nhập vào trong đại gia đình của nhân loại. Dù chúng ta có như thế nào đi nữa, có là đứa con hư hay là đứa con ngoan, chúng ta cũng là người của gia đình của nhân loại. Muốn được có mặt ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, ở trong nước của Đức Chúa Trời, ở trong linh giới, thì cha mẹ phần xác không sanh chúng ta vào trong chỗ đó được. Chỉ một cách duy nhất là Thánh Linh của Chúa sanh chúng ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi nước và Thánh Linh của Chúa, khi lời của Ngài đến với đời sống chúng ta, Thánh Linh của Chúa cáo trách chúng ta ăn năn quay trở lại và sự sống của Chúa đến, lúc bây giờ chúng ta được sanh ra trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Dù là một người Cơ Đốc nhân ngoan hay là người Cơ Đốc nhân còn yếu đuối nguội lạnh, thì chúng ta có mặt ở trong nước của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay, ngoài vấn đề giải thích để giúp đỡ tin lành của Chúa đến cho các anh chị em là người của nhà thờ, đi nhà thờ chưa kinh nghiệm được cái sự tái sanh thật ở trong đời sống của mình, thì cái mục tiêu thứ nhì của chúng tôi là những người đã được tái sanh rồi nhưng mà chưa hiểu biết cái mức độ của sự biến đổi và kết quả của sự tái sanh này trong cuộc đời chúng ta, để Chúa Ngài vén màn để chúng ta thấy được là chúng ta đã được tái sanh để chúng ta được sống động trở lại và trở nên những Cơ Đốc nhân siêu nhiên ở trước mặt Chúa. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được kết nối vào bổn tánh của Đức Chúa Trời, để chúng ta không chỉ sống một cách nghèo nàn, chịu khổ với dưới hoàn cảnh, mà chúng ta có thể sống một sự sống vượt cao hơn hoàn cảnh. Chúng ta có thể sống một sự sống tràn đầy phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cho nên chị em hãy nghe tôi, sự tái sanh không phải là gia nhập vào một nhà thờ, thay đổi cái cách sống của mình, thay đổi cái cách ăn mặc, không phải là ôm một cuốn kinh thánh đi nhà thờ,
Tất cả những điều đó là kết quả của sự thay đổi và bây giờ sinh hoạt mới của chúng ta. Nhưng tất cả những điều đó không làm nên cái sự tái sanh trong đời sống của chúng ta. Tái sanh là khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống. Sau khi chúng ta nghe lời của Chúa và Thánh Linh của Chúa hành động trên để biến chúng ta trở nên một người khác hoàn toàn. Thuộc vào một giai cấp khác hoàn toàn. Chúng ta bây giờ ở trong giai cấp của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ chúng ta là được kết nối và chúng ta dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho anh chị em có đức tin và sự thông sáng ở trong thiền để nhận biết điều này. Sau khi chúng ta tin Chúa, bây giờ chúng ta dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời. Hạt giống của Đức Chúa Trời bây giờ bắt đầu nảy mầm và kết quả trong chúng ta. Bây giờ chúng ta không còn là người phàm nữa. Không phải là người phàm xác thịt nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta là những người dự phần và bổn tánh của Đức Chúa Trời. Xin để điều đó thấm vào trong chúng ta trong thời gian. Anh chị em có biết tại sao hội thánh của Chúa ở trong các nước Tây Phương này chưa phát triển một cách mạnh mẽ không? Lý do bởi vì Satan đã làm việc một cách tối đa để chà đạp những con người ở trong nhà thờ. Tức là họ chỉ là những con người bình thường. Rồi con người lại chạy vào nhờ vào trong xe ngựa và các vua chúa của đời này là nhờ vào trong xác thịt, là những loài có hơi thở trong lỗ mũi. Hơi thở tắt đi, con người trở về bụi đất của mình. Đức Chúa Trời ngài muốn khôi phục lại trong chúng ta một cái sự hiểu biết hết sức là quan trọng. Và cái giây phút chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, bây giờ chúng ta được kết nối trở lại. Cái hơi thở của Đức Chúa Trời đã thở vào trong tổ phụ của loài người, chúng ta là Adam đó. Bây giờ được thở vào trong chúng ta trở lại. Thì chúng ta bây giờ không còn là người phàm nữa. Mà chúng ta trở nên những thần linh sống động ở trong ơn của Chúa. Chúng ta bây giờ là những người dự phần và bổn tánh của Đức Chúa Trời. Lúc ấy khi Chúa bước vào tâm linh của chúng ta được Chúa ban cho sự sống mới. Bản chất cũ nhường chỗ cho bản chất mới ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và Chúa ngài sanh ra trong chúng ta. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17 chép: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Chữ mọi sự ở tại đây cho chúng ta thấy đó là địa vị của chúng ta. Nhưng mà hiện tại thì chắc là anh chị em khi đọc cái câu Kinh Thánh này mình thấy có sự mâu thuẫn. Mọi sự trở nên mới, nhưng mà sao ở trong tôi cũng còn những cái cũ kỹ đây. Đó là địa vị, đó là điều mà Chúa ngài đã định cho chúng ta. Mà chúng ta, nếu chúng ta không hiểu biết, chúng ta sẽ không sử dụng hay là không sống với cái sự sống mới đó. Và chúng ta quen cái thói quen của mình. Năm 1979 có một cái việc, một em bé người Việt Nam của chúng ta là thuyền nhân thì đến ở tại Hồng Kông. Ở tại đó thì cha mẹ chết hết. Thì nữ hoàng của nước Anh đã nhận làm con nuôi. Và bài báo tôi đọc được biết rằng khi đem em vào ở trong nơi bàn ăn của nữ hoàng thì em quen cái sự sống của cái người dân nghèo mà. Cho nên nó bưng cái gì thức ăn nó chung ở dưới bàn, nó ngồi với nó ăn. Trong khi đó được nhận để ngồi chung với lại nữ hoàng của nước Anh. Có nhiều người trong chúng ta, thay vì chúng ta sống mà chúng ta ngồi ở trên bàn mà Đức Chúa Trời đã dọn cho chúng ta, thì chúng ta bưng dĩa thức ăn của mình trốn ở dưới đích bàn mình ngồi vậy đó. Chúng ta chưa hiểu biết cái điều vị thật của mình. Nó dẫn chúng tôi đến điều thứ nhì mà chúng ta cần biết, đó là chúng ta trở nên thần linh. Câu số 6, Chúa Giê-xu dạy: hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hãy chi sanh bởi Thánh Linh là khi cha mẹ sanh ra chúng ta về phần xác. Cái chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Khi một con người sanh ra thì sanh ra một con người, một người con. Thì đứa bé đó là sự sản sinh tự nhiên của một con người do cha mẹ là con người sanh ra. Và bởi đó con người sinh ra bởi con người cho nên được gọi là con của người. Con người thiên nhiên của xương thịt thì hậu tự cũng làm bằng xương thịt. Nhưng khi một người được tái sanh,
Người này được sanh lại bởi Thánh Linh, không phải sanh bởi xác thịt nhưng bởi Thánh Linh, nên không phải là con của người nhưng mà là thần linh ở trong xác thịt. Và đây là điều mà anh chị em, tôi nhớ lúc nhỏ khi lớn lên và đọc cái phần Kinh Thánh này, tôi nói rằng làm sao có được. Rồi vì mình không hiểu cho nên mình cũng gạt nó sang một bên. Lời của Chúa cho chúng ta biết ở đây, hãy điều chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, thì rõ ai trong chúng ta cũng hiểu rồi. Nhưng bây giờ điều chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Vì đó có nghĩa là khi Thánh Linh sanh chúng ta lại, chúng ta được tái sanh, thì chúng ta không còn là người phàm nữa, mà chúng ta bây giờ là những thần linh sống ở trong một thân thể. Ô lẽ thật này, khi chúng ta nắm được chìa khóa này anh chị em, chúng ta sẽ thấy những điều Chúa Giêsu dạy chúng ta có thể làm được. Mặc dù cái điều đó quá sức tưởng tượng của chúng ta đó, chúng ta biết rằng nó có thể thực hiện được. Tại sao? Bởi vì bây giờ thì chúng ta có Chúa sống ở trong chúng ta, và chúng ta bây giờ là những thần linh đang sống trong thân thể. Khác hoàn toàn, khác thể loại, khác hoàn toàn. Cái kinh nghiệm của sự biến đổi này đã được mô tả ra ở trong cái hình ảnh, ở trong tiếng Hy Lạp, đó là cái chữ morph, nói đến một cái tiến trình của con sâu bướm mà nó biến thành con bướm đó anh chứ. Con sâu bướm thì nó cứ bò một cách gọi là chậm chạp, nhai những cái lá cây lẩn quẩn ở xung quanh đó. Nhưng mà cái giây phút mà nó được biến đổi, nó cũng là nó, nhưng mà khi cái ruột ở trong nó, ở trong cái kén đó, lúc bây giờ nó trở nên như một cái chất lỏng và được thay đổi tất cả những cái chất ở trong đó, bây giờ được làm cho sống lại. Và nó dương cánh của nó ra thì nó có thể bay hơn 1,000 dặm. Nếu mà nói với con sâu bướm mà nó đang bò chút chút là từng inch một ở trên cái thân cây rồi trên lá cây, rồi nói rằng nó sẽ bay 1,000 dặm, thì nó nói rằng anh nói chơi rồi, làm gì có cái chuyện đó. Tôi ở đây ráng gọi là sống còn đó, tôi chỉ bò mỗi một ngày mà tôi bò lên bò xuống cái nhánh cây này để mà ăn lá đó là may lắm rồi. Còn nói cái chuyện là tôi sẽ bay 1,000 dặm để mà đến một cái chỗ để có thể sanh con và những cái bướm được nở ra, thì cái chuyện này câu chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nó đã xảy ra với anh chị em trong thiên nhiên. Chúa Ngài đã để hình ảnh đó cho chúng ta thấy được. Monarch là cái loài bướm vua đó, thì chúng ta biết rằng để nó có thể hiệp lại với nhau thì người ta đã nghiên cứu và thấy nó đã bay một cái đoạn đường xa 3,000 dặm. Từ con sâu bướm nhỏ như vậy, bò chút chút như vậy, trở nên một con bướm có thể tung cánh ra để có thể bay một cái đoạn đường xa như vậy. Những điều Đức Chúa Giêsu Ngài nói ở trong Giăng chương 14 câu số 12 là việc chúng ta có thể tin và có thể thực hiện được. Bởi vì Chúa không bao giờ nói những chuyện vô lý. Ai tin ta sẽ làm việc ta làm, mà còn làm lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Tôi trở về cùng Chúa Cha, Ngài đang cầu thai cho chúng ta. Ngài trở về cùng Chúa Cha, nhận Thánh Linh từ nơi Chúa Cha và đổ Thánh Linh xuống ở trên hội thánh của Ngài. Và bây giờ chúng ta không phải là người phàm nữa, nhưng mà chúng ta là những thần linh sống ở trong thân thể. Tôi đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà Christ đang sống ở trong tôi. Những ngày tôi còn sống trong xác thịt này là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Những ngày chúng ta còn sống ở trong xác thịt này, cho đến khi chúng ta được Chúa Ngài ban chúng ta một thân thể mới đó, chúng ta lấy đức tin và chúng ta bật nút. Tôi bước vào trong sự sống siêu nhiên, tôi sống trong sức sống siêu nhiên từ nơi Chúa. Thì lúc bây giờ việc siêu nhiên sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta, xuyên qua đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, sanh bởi Đức Thánh Linh sẽ khiến cho chúng ta kinh nghiệm được sự sống siêu nhiên ở trong ơn của Chúa. Và lẽ thật này rất là quan trọng. Hãy chi sanh bởi xác thịt thì là xác thịt, nhưng mà hãy chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Khi chúng ta được tái sanh ở trong thể thần linh, đều đã chết trong Adam, là thủy tổ của loài người bởi vì sự phạm tội đó. Đó là phần tâm linh của chúng ta đó, bây giờ được Chúa Ngài làm cho sống lại. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài cứu chúng ta, Thánh Linh của Ngài làm sống lại phần tâm linh của chúng ta, và bây giờ chúng ta trở lên một con người có sinh linh. Chúng ta là một người trở lại có sự sống động
ở trong ơn của Chúa. Và bây giờ thì lời của Chúa cho chúng ta biết chúng ta là những thần linh. Anh chị em có thể không hiểu điều này, nhưng mà đừng có đổ thừa mục sư Khánh, bây giờ ông giảng cái gì nghe kỳ quá. Đó là lời Chúa. Lời của Chúa xác nhận với chúng ta như vậy. Hãy cái chi sanh bởi xác thịt thì là xác thịt, nhưng mà hỡi chi sanh bởi thánh linh là thần. Đó là lời Chúa. Bây giờ công việc của chúng ta là lại Chúa xin cho con có thể thấy được. Và tôi cầu nguyện rất là nhiều cho anh chị em, để chúng ta bây giờ được Chúa ngày vén ra khỏi con mắt của chúng ta cái màn mây mù mà Satan đã làm công việc đó, để nó tiếp tục giữ chúng ta ở trong cái tình trạng một cơ đốc nhân không có hiệu quả cho Chúa. Đó là mày làm gì được làm công việc đó, chỉ là người phàm xác thịt thôi. Anh xem có thấy không? Và miệng của rất là nhiều người cứ lặp đi lặp lại. Ông mục sư, đó là chuyện thần thánh mà. Mục sư muốn chúng tôi làm việc của thần thánh à. Và phải, anh chị em là thần linh ở trong Chúa. Nếu chúng ta cứ ngồi yên một chỗ và chúng ta để cho Satan nó cứ đè bẹp chúng ta. Tôi thích hình ảnh của nhà truyền giáo Reinhold Bonnke, nói rằng Satan nó có một cây búa tạ của nó, và mỗi một ngày nó muốn đập ở trong đời sống của chúng ta để văng ra, mất đi, xóa đi hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Và nó đã làm được công việc đó trước khi chúng ta tin Chúa. Và tôi tin rằng sau khi tin Chúa, nếu chúng ta không có cái sự hiểu biết ở trong Chúa bởi lời của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ bị nó tiếp tục, nó lấy búa tạ, nó đập dẹp chúng ta. Nó làm cho miệng của chúng ta cứ lải nhải. Tôi đi nhà thờ làm phó tín đồ, tôi chỉ là những người phàm xác thịt thôi, mục sư à. Thế mục sư đừng đòi hỏi làm những công việc của thần thánh. Và làm cho chúng ta hạ mất xuống, hay là hạ thấp cái tiêu chuẩn của người con Chúa, đã được Chúa Ngài đổ thánh linh của Ngài vào để khiến chúng ta bây giờ không còn sống theo xác thịt nữa, nhưng mà sống theo thánh linh của Chúa. Sống trong sự dẫn dắt của thánh linh của Ngài. Vì ai được Đức Thánh Linh dẫn dắt, đó là con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được tái sanh bởi Đức Thánh Linh, thì Đức Chúa Trời đã kế hoạch sự sống của chúng ta, đó là sự sống siêu nhiên với những công việc siêu nhiên. Bày tỏ sự siêu nhiên của quyền năng Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thế giới siêu nhiên là thế giới của Đức Thánh Linh. Chúa muốn chúng ta sống động ở trong thế giới này luôn luôn. Xem với tôi trong Giăng chương 4 câu 24 chép: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Cho nên sau khi chúng ta tin Chúa và thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật, không phải theo giáo điều, giáo luật, nhưng mà theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Không phải thờ phượng theo hình thức của tôn giáo với những nghi thức và vật thể, hình tượng, nhưng bởi tâm thần và lẽ thật. Và bây giờ chúng ta được tương giao với Ngài. Cảm ơn Chúa. Bởi thân linh, Chúa Ngài hành động ở trong chúng ta. Bởi vì chúng ta liên hệ với Đức Chúa Trời qua thánh linh, nên chúng ta sống động như thế ở trong ơn của Ngài. Đây là một điều rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Anh chị em ơi, xin Chúa Ngài vén khỏi tâm trí của chúng ta những điều mà Satan tìm cách để giữ chúng ta ở trong cái hình ảnh mình như con sâu bướm. Và để Chúa Ngài, bởi lời của Ngài trong ngày hôm nay, đáp ứng cho chúng ta cái điều mà chúng ta mong ước. Những ngày đầu xuân, những ngày của mùa xuân, khi chúng ta nhìn thiên nhiên, chúng ta nhìn cây cỏ, chúng ta thấy có một sự sống bùng lên. Chúng ta muốn hội nhập vào trong cái dòng tân sinh này để chúng ta có thể sống một sự sống mới. Chúa Ngài làm như vậy và Ngài đặt ở trong thiên nhiên như vậy để nhắc nhở chúng ta luôn ở trong đời sống của chúng ta là Chúa Ngài dựng nên chúng ta để sống một đời sống mới, chứ không phải là sống đời sống cũ. Chúng ta lại được Chúa Ngài làm sống động để chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống mới trong ơn của Chúa. Nếu chúng ta xét lại trong cuộc đời chúng ta, trong những ngày qua, ích kỷ vẫn ích kỷ, chúng ta cần được tái sanh. Gian ác vẫn gian ác, chúng ta cần được tái sanh. Nếu chúng ta cứ thụt lùi vào trong cái chỗ là mình không có sức, không có khả năng để thực hiện những điều Chúa dạy, chúng ta cần hiểu sự tái sanh đã đem lại gì cho chúng ta. Một bản chất mới, một phước hạnh trong ơn của Chúa. Hãy nói với chính mình trong thời giờ này: tôi bây giờ
được sanh bởi Đức Thánh Linh thì tôi là thần linh ở trong thân thể này. Hãy nhắc nhở với chính mình rằng tôi bây giờ không còn là người phàm nữa, nhưng mà là người của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh của Chúa đang hành động và làm việc ở trong tôi. Tôi là một tạo vật mới trong ơn của Chúa. Tôi là một Cơ Đốc nhân siêu nhiên, bởi vì Đức Chúa Trời, đấng siêu nhiên đó, đấng làm những công việc siêu nhiên đang ở trong tôi. Cho nên những công việc mà tôi làm đó là những công việc siêu nhiên ở trong ơn của Chúa. Những ước muốn của chúng ta bây giờ không còn là ước muốn làm theo cha của sự tối tăm là ma quỷ nữa. Nó là kẻ giết người, nó là kẻ nói dối. Khi nó nói dối thì nó nói ngôn ngữ mẹ đẻ của nó, ngôn ngữ của xứ sở của nó, bởi vì nó là như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta không còn nói những cái thứ ngôn ngữ của ma quỷ nữa, bởi vì chúng ta bây giờ không còn ở trong cái ngôn ngữ của mẹ đẻ ngày xưa, nhưng mà bây giờ là chúng ta ở trong ngôn ngữ của Con của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Chúa, bởi vì Thánh Linh sanh chúng ta trở lại. Hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hãy chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Lắng nghe thử lời nói của chúng ta ở trong những ngày qua như thế nào. Nếu lời nói của chúng ta mà nó đầy là xác thịt đó, thì chưa được sanh bởi Thánh Linh của Chúa. Chúng ta phải kinh nghiệm được sự đổi mới này ở trong ơn của Chúa. Và đây là điều hết sức quan trọng, và chúng ta ao ước rằng hết thảy các anh chị em chúng ta kinh nghiệm ở trong đời sống của mình. Và đây là một điều kết thúc cho chúng ta. Anh chị em tập trung vào để nắm bắt được lẽ đạo này rất là quan trọng. Chúa Giêsu nói tiếp ở trong câu số 8. Ở câu này, cầu xin Thánh Linh của Chúa vận hành một cách mạnh mẽ trong thìa này, giúp cho hết thảy chúng ta hiểu được. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Anh chị em mới không biết vì một cái lý do nào đó, mà nhiều năm ở trong đời sống, và tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta có mặt tại đây, chúng ta cũng hiểu như vậy. Có thể là người khác họ vẽ cho chúng ta một con đường rồi, đeo cho chúng ta một cái kính mát rồi, thì chúng ta thấy mọi vật nó theo như vậy. Mình đổ cho công việc, công việc của Đức Thánh Linh như gió. Mình không biết gió đến từ đâu, chúng ta cũng biết gió đi đâu, công việc của Thánh Linh như vậy. Không. Anh chị em, câu số 8 này nói về Đức Thánh Linh hay là nói về ai? Tôi đọc lại anh chị em, có Kinh Thánh xin đọc lại và nghe với tôi một cách rõ ràng. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Anh xem có thấy được không? Không phải là công việc của Đức Thánh Linh, mà chúng ta bây giờ trở nên gió. Gió là không khí, là hơi thở. Anh xem có thấy không? Là linh. Bây giờ thì chúng ta có thể làm việc như linh, như gió. Người ta không thể, có thể người ta không biết chúng ta đến từ đâu và chúng ta sẽ đi đâu, nhưng mà cái ảnh hưởng của đời sống của chúng ta người ta phải kinh nghiệm được. Giống như gió là bởi vì là không khí chuyển động, gió chúng ta không có thể thấy được, trừ trường hợp là người ta có để khói màu hoặc là gì đó thì chúng ta mới thấy cái chuyện đó. Điều duy nhất mà chúng ta kinh nghiệm rằng có một cơn gió đang thổi ngang chúng ta đó là làn da chúng ta kinh nghiệm được gió nó mới thổi qua. Cái ảnh hưởng của gió chúng ta biết được. Chúa nghe nói rằng người nào, hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh, chúng ta cũng giống như gió. Người đời người ta nhìn chúng ta họ bóp trán rồi nói sao làm được chuyện đó. Họ có thể họ cũng hiểu hết tất cả những điều chúng ta làm. Bệnh thì phải uống thuốc chứ sao mà cầu nguyện. Có một sư sĩ tại đây làm chứng cho chúng ta một cái rất là rõ ràng, đó là luôn cả chính phủ Việt Nam hiện tại họ phải công nhận một điều, đó là những người tin lành làm việc nói như điều Chúa Giêsu nói tại đây như là gió đó, mình không hiểu được. Các trung tâm khác thì người ta tường cao rồi hàng rào kẽm gai đủ mọi thứ mà nó vẫn tìm cách để nó trốn ra ngoài. Còn những trung tâm của người tin lành, các nghiện của người tin lành của chúng ta không có hàng rào, mong ai trốn hết. Họ vô trong những ngày đầu mà bị lên cơn nghiện, đó là họ phải chích thuốc vào, còn mình chỉ ôm những người đó rồi cầu nguyện cho họ, dạy cho họ học Kinh Thánh, dạy cho họ hát thánh ca, thờ phượng Chúa và cầu nguyện cho họ. Vậy mà họ được
tự do hoàn toàn. Chuyện gọi là không thể nắm bắt được và có thể giải thích một cách khoa học được như là gió, mình không có thể giải thích được. Chúng ta không biết gió đến từ đâu và gió đi đâu. Nhưng mà cái ảnh hưởng của gió người ta có thể thấy được. Xin Chúa cho để tiếng động của gió của con cái Đức Chúa Trời là một tiếng động khác hoàn toàn. Nó không thuộc về đời này. Nếu mà con người tìm đủ một cách theo tiêu chuẩn của đời này mà xét về chúng ta đó, thì họ sẽ ngẩn ngơ và không hiểu nổi. Hiểu sao được? Lời của Chúa nói rằng phải là người thiêng liêng mới có thể hiểu được những điều thiêng liêng. Những người có thánh linh của Chúa bây giờ chúng ta mới có thể được. Nếu ai không sanh lại thì không thể nào thấy được nước Đức Chúa Trời, nước của Đức Chúa Trời. Nước của Đức Chúa Trời làm sao chúng ta có thể thấy được khi chúng ta còn là ở trong nước của ma quỷ? Anh chị em có thấy không? Những người ở các xứ khác khi mà họ nghe nói về nước Mỹ này thì không thể nào hình dung được. Ngày xưa khi chúng ta tại Việt Nam, chúng ta coi ở trong những cái magazine, chúng ta thấy những cái hình ảnh của một gia đình ngồi chung với nhau ở trong một cái buổi tối, thắp đèn cầy ở trong cái bữa ăn, có một con gà Tây to đùng như thế này ở giữa cái bàn. Mình nói làm gì có cái chuyện đó. Con gà ở mình đó, là mình làm tới 3 món, món mặn, món xào, món canh, mà cái con gà nhỏ xíu ở gia đình. Còn bây giờ một con gà to như thế đó, làm sao có thể hình dung được. Cho đến khi chúng ta đến Mỹ này chúng ta thấy nó chẳng những là một nhà, không phải chỉ nhà giàu mà nhà nào cũng có thể có một cái bữa ăn như vậy hết. Ngày xưa nghe nói là ở tại Mỹ, xa lộ của họ là xe 4-5 chiếc có thể chạy cùng một hướng, cùng một chiều. Mình ở bên nhà chạy là mỗi lần qua là mình lách một cái là thiếu điều, là rớt kính chiếu hậu. Không hình dung nổi. Cho đến khi chúng ta bước qua nước Mỹ này chúng ta thấy. Tôi nhớ khi người anh họ tôi lái xe từ phi trường LA trở về nhà ở tại Santa Fe Spring, tôi ngồi và tôi cứ ngẩn ngơ, tôi nói sao đường nó rộng như thế này, và kiếm hoài cái ổ gà không thấy. Không thể nào hình dung được cho đến khi mình đặt chân đến tại chỗ mình mới biết được. Thì cũng vậy ở trong Chúa. Anh chị em hãy sống như thế nào để người ta có thể biết về vương quốc của Đức Chúa Trời khi họ nhìn đời sống chúng ta. À, nước của Đức Chúa Trời là như vậy đó. Họ ăn nói, họ cư xử, họ sinh hoạt và họ làm việc ở trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Bây giờ trở lại với chìa khóa mà tôi nói với anh chị em. Thế nhân không cần thêm một tôn giáo. Họ cần một cứu Chúa. Và họ chỉ có thể thấy được cứu Chúa đó xuyên qua đời sống của chúng ta. Người ta có thể theo những triết lý và đi theo những sự mặc khải từ đất chung lên của các tôn giáo, của các mối đạo mà người ta cầu siêu, cầu hồn để tìm cái sự dẫn dắt. Thì dưới đất mà nó bày tỏ lên thì đó là những cái chuyện giả dối thôi, bởi vì cha của nó là kẻ nói dối. Đức Chúa Trời ngài bày tỏ chúng ta nước của Đức Chúa Trời là nước quyền năng, nước tràn đầy sự sống. Chứ không phải ráng tu riết rồi mình lên được một cái điểm, một cái chỗ mà lên đó nhìn đi nhìn lại không có cái gì hết á. Niết bàn có nghĩa là không có cái gì hết. Ráng cố gắng tu thân tích đức lên tới cái chỗ đó nhìn qua nhìn lại không có gì hết á. Nhưng mà nước của Đức Chúa Trời tại đó là sự sống, là phước hạnh. Và tại đó Chúa ngài dành sẵn cho những người mà ngài yêu mến đó. Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe những việc lạ lùng mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được khi chúng ta được vào trong nước của Chúa. Và Chúa nói là thật đó. Tại sao chúng ta biết là thật? Vì đấng từ trời đã đến, ngài biết cách để dẫn chúng ta lên trời. Và đấng đó đã bày tỏ, Chúa Giê-xu nói rằng ta nói những chuyện mà các ngươi thấy được tại đây mà các ngươi không tin, thì làm sao các ngươi có thể tin được những điều mà ta nói về nước trời. Chỉ một cách duy nhất anh chị em, để chúng ta có thể mở khóa, chúng ta bước vào sự sống siêu nhiên mà Chúa đã định cho chúng ta. Chúng ta phải bước qua kinh nghiệm được tái sanh ở trong ơn của Ngài. Trong thời giờ này chúng tôi kêu gọi, nếu quý vị có mặt ở tại đây và trong những ngày qua quý ông bà anh chị em là những người giữ đạo, có thể đạo của ông bà của mình đã truyền lại cho mình, có thể là người tin lành nhiều đời, nếu chúng ta chưa kinh nghiệm sự tái sanh, tại sao hôm nay không phải là ngày mà chúng ta thật sự kinh nghiệm được Chúa sanh chúng ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời? Nếu trong những ngày qua anh chị em là những người
mặc dù tin Chúa, nhưng mà chúng ta chưa thấy, cho nên miệng của chúng ta vẫn bày tỏ ra cái sự vô tín hay là cái việc thiếu hiểu biết của mình, khi chúng ta vẫn nói về chính mình chỉ là một người phàm, là những người xác thịt. Và khi chúng ta nói mình là người xác thịt và chúng ta tiếp tục bước đi trong xác thịt, thì chúng ta không hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Và bây giờ xin Chúa cho chúng ta được Chúa ngày soi sáng, có một sự mặc khải, có một việc Chúa ngày đến và ngày làm mới ở trong sự suy nghĩ của chúng ta. Anh chị em, đời sống của chúng ta chỉ có thể được thay đổi khi chúng ta bắt đầu bằng việc thay đổi những gì chúng ta tin và lối suy nghĩ của chúng ta. Để thay đổi, để rồi chúng ta có thể bước vào trong cái vị trí làm những người mà Chúa có thể sử dụng và đại dụng chúng ta trong thời kỳ cứu rốt này. Nhân loại, thế giới ở ngoài kia nhìn thấy công việc của ma quỷ một cách rất là rõ. Và đến lúc công việc của Đức Chúa Trời được thể hiện một cách rõ ràng trên đời sống của những con người, hành động như gió, làm theo sự dẫn dắt của Ngài trong quyền năng của Đức Thánh Linh, thực hiện những công việc siêu nhiên để qua chúng ta người ta biết Cha của chúng ta trên trời. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này trong sự cầu nguyện. Anh chị em có mặt ở đây chưa kinh nghiệm được sự tái sanh như qua ánh sáng của lời của Chúa hôm nay chúng ta được học và hiểu, tôi mời anh chị em hãy quyết định một lần rất là quan trọng. Đừng tiếp tục sống ngày này sang ngày khác với một cái cảm giác trống hụt hẫng như tôi từ ở dưới hồ báp têm trồi đầu lên. Không thấy một sự đổi mới, không thấy có một biến chuyển gì ở trong mình. Thật ra sau đó thì cuộc đời của tôi về nét đạo đức nó tệ hơn. Sau cái kinh nghiệm báp têm đó, bằng nước đó, không có giá trị, bởi vì báp têm chỉ có kết quả khi chúng ta kinh nghiệm bên trong Chúa đổi mới chúng ta, và chúng ta làm một cái hình bóng biểu tượng ở bên ngoài rằng con người cũ của mình đã chết với Chúa. Tôi nhớ sau kinh nghiệm đó thì sự thu hút của bóng đá, những tiếng gọi của bạn bè và sự ăn chơi, nó kéo và tôi bắt đầu xa nhà đi vào trong cái chỗ không còn đi nhà thờ nữa. Và không có sức để cưỡng lại hay là chống lại với những cái cám dỗ trong đời. Và cảm ơn Chúa cho đến ngày tôi thật sự tiếp nhận Chúa làm của Chúa đời sống. Thì lúc bây giờ mới kinh nghiệm được sự mới ở trong Chúa. Nên cho em có mặt ở đây, chưa bao giờ kinh nghiệm sự đổi mới thật mà Chúa Ngài hứa trong lời của Ngài trong đời sống của chúng ta. Tôi mời anh chị em hãy tái xác nhận niềm tin của mình và đến với Chúa trong thời giờ này để xin Chúa Ngài tái sanh chúng ta trong ơn của Chúa. Và đối với các anh chị em, những điều anh chị em nghe tại đây nhưng mà vẫn chưa có thể nắm bắt được ở trong tâm linh để mình có thể tiến lên trong ơn của Chúa, có một sự tắc nghẽn, có một sự ngăn chặn, tôi mời anh chị em đó, chúng ta tha thiết đến với Chúa trong thời gian này, có thể chạy lên phía trước tại đây. Tôi, một sư sĩ, các anh chị em tại đây có thể giúp đỡ cho chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài làm việc và có một sự mở mắt mà Chúa Ngài cho chúng ta thấy để chúng ta kinh nghiệm và tin rằng bây giờ mình không còn là người phàm nữa mà là một thần linh có linh hồn và đang sống trong một thân thể, có thể thực hiện được những công việc siêu nhiên như Chúa Ngài đã định. Tôi chờ anh chị em và chúng ta cầu nguyện. Cha dấu của chúng con biết ơn Ngài vì lời của Chúa trong ngày hôm nay, vì sự ao ước mà Chúa đặt để trong lòng của mỗi một chúng con, là chúng con cứ được nên mới luôn ở trong ơn của Ngài và sống trong sự sống mới mà Chúa đã định cho những kẻ thuộc về Ngài. Trời ơi, chúng con cầu nguyện trong thời gian này sự vận hành của Chúa đầy khắp ở trong nơi chốn này, Chúa làm việc ở trên mỗi anh chị em chúng con. Ai cần tái xác nhận niềm tin và kinh nghiệm sự đổi mới của Thánh Linh ngay trong thời giờ này, xin Chúa Ngài hành động và khiến cho anh chị em chúng con làm một quyết định một cách rõ ràng trong thời giờ này để nếm trải trong ơn của Chúa. Đối với các anh chị em còn lại, là Chúa, những ai đang bị tắc nghẽn và chưa thể tin được rằng, hay những ai sanh bởi Đức Thánh Linh đều là thần linh
xin Chúa ngày giúp đỡ để trong thời gian này anh chị em chúng con có thể đón nhận được sự khai phóng từ nơi Chúa, quyền năng của Ngài thể hiện cho giọng và vén đi hết tất cả những gì mà Chúa đời này đã làm ngăn trở và làm mù lòng, để rồi chúng con thấy anh chị em chúng con có thể bừng lên trong sự sống của Chúa, lại sống động và trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con ngợi khen Chúa. Hallelujah. Anh chị em trong thời gian này, ai cần kinh nghiệm sự biến đổi tái sanh như lời của Chúa mô tả, hãy mạnh dạn rời hàng ghế lên phía trước tại đây và chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Ai cho đến giờ phút này nhận thấy đời sống của mình vẫn không xứng hiệp với những điều mà lời của Chúa đã mô tả cho chúng ta, sự sống mới, sự sống được dự phần và bổn tánh của Đức Chúa Trời, tôi mời các anh chị em rời hàng ghế của mình, nhanh chóng tiến lên vì Đức Chúa Trời đang chờ đợi để có thể có những nhân chứng như Phi-rơ đến với những gia đình như gia đình của cậu này. Phải là những nhân chứng có quyền năng của Chúa và có sự vận hành của Chúa để những gia đình như gia đình của cậu này có thể được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. Ngay ở trong thời giờ này, hãy đến và đón nhận. Chúng ta không có nhiều thời giờ. Tôi khuyến khích anh chị em, trong sự thúc đẩy của Chúa, chúng ta thấy có một sự chuyển vận ở trong lòng của mình, thì hãy tiến lên và nhận sự giúp đỡ trong thời giờ này. Xin nhờ một sư sĩ có thể đến nhanh chóng và giúp chúng tôi trong việc chúng ta cầu nguyện cho các anh chị em ở trong ơn của Chúa. Hallelujah.
vì những điều Chúa Ngài đang làm cho anh chị em chúng con ở tại đây. Chúng con xin Chúa Ngài cũng ban ơn trên các anh chị em chúng con đang ở xa, đang chờ đợi sự thăm viếng đổi mới từ nơi Ngài. Là Chúa, xin Chúa Ngài làm việc để bởi ơn và quyền năng của Ngài, Chúa Giáo. Chúng con thấy các anh chị em của chúng con cũng sẽ bước vào và đón nhận địa vị mới, và ơn của Ngài sẽ khiến cho nó trở nên một thực tại trong đời sống của chị em chúng con tức thì ở trong ơn của Ngài. Vì lời của Chúa dạy chúng con như vậy. Xin cho anh chị em chúng con có thể được dự phần vào ở trong bổn tánh của Đức Chúa Trời và bắt đầu hành động, hoạt động như những con người làm những công việc siêu nhiên ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con ngợi khen Ngài. Xin ở với chúng con hết thảy và ban ơn Chúa Giáo để hội thánh của Chúa được Chúa Ngài dấy lên những con người mà Chúa có thể đại dụng được cho công việc thu hoạch mùa gặt cuối cùng này. Nhiều người được phước, được cứu vào trong vương quốc của Ngài, bởi vì Chúa Ngài đã sanh chúng con lại ở trong quyền năng của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con đón nhận sự sống mới, sự sống đầy quyền năng mà Chúa Ngài đã dựng nên trong chúng con, và cho hết thảy anh chị em chúng con được liên lạc với quyền năng của Chúa một cách thường trực, Chúa Giáo, một cách liên tục ở trong ơn của Ngài, như cành nho liền gốc. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em hội thánh tuôn tràn trong ơn của Chúa và ra về sống một sự sống mới, một cái nhìn mới ở trong ơn của Chúa. Hallelujah.